Hello anh em, hôm nay mình sẽ dùng cái cage, cái hệ thống cage mình đổi tông, mình lợi dụng cái hệ thống cage để mình nhanh chóng mình kiếm ra, mình đổi tông bài nhạc. Ví dụ như ta hát tông la mà có người hát tông re, mình làm sao mình chưa có giỏi cảm âm, mình chưa có thể đổi nhanh được liền, thì cage nó có thể giúp mình làm cái chuyện đó thì là nhanh. Nhưng mà mình không nên dùng nó lúc là cái phương pháp duy nhất nha bạn. Mình nên tập cảm âm để mình có thể quay lại mình đổi tông bài nhạc đúng phương pháp hơn. Ok, thì cái case là gì, nếu mà các bạn chưa biết mình sẽ link nó ở cuối cái video, cho cuối video này lúc mình giải thích nó, nhưng mà mình có thể nói nhanh thì nhanh ở đây. Thì mình cái nó là chia C này bạn, cái này là hợp âm đô trưởng mà bấm theo thế đô, thì cũng là hợp âm đô trưởng nhưng mà bấm theo thế la này, thế la này bạn. Thì cũng vậy, thì bông thê trưởng đóng theo thế son, thì chữ C, chữ A, chữ G nó thành, rồi chữ E là cái này, rồi chữ D đó, cộng lại nó thành cái tiếng Anh, nó thành đọc là cage. Ok, thì cái cage này thực ra nó không phải là lý thuyết, nó chỉ là cái phương pháp, nó không có vô nghĩa lắm, nó chỉ là cái phương pháp để mình nhìn cái con đờn. Là có nhiều người đánh đờn mà không biết cage là gì cũng sao, nó chả liên quan, nó không có. Nếu mà mình rành trên này theo cái kiểu riêng của mình thì cage cũng không quan trọng. Cái này gì cho các bạn mới tập mà hiểu cage rồi, nhưng mà tại vì cage rất dễ hiểu mà đổi tông nó khó hơn cage rất rất nhiều. Ok bạn, thì hôm nay mình sẽ đánh cái bài tông đô, xong rồi mới đọc, mình di chuyển nó lên để mình đổi ha. Nếu xa nhau, nếu xa nhau, mình hát khúc thôi ha, cho nó nhanh. Thì trước khi mình khi sáng mình coi thử nó di chuyển cái vòng hòa thanh nó di chuyển như nào. Nếu xa sinh là hai nhá, hai cái năm liền, mình thấy nó có một cái cadence trống 2 5 1 xong rồi cái nó cái câu hai á là 6 2 5 1, là thêm cái cadence đó, giống như là cái vòng vòng 1 6 2 5 này, nó 6 2 5 1 6 2 5. Biết cái này để các bạn nên biết cái này, nhưng mà nếu mà các bạn không thích biết cái này cũng không sao, thì mình biết đô ra đi la đi son bảy đi về lại bấm chủ ha. Thì bắt đầu theo mình nghĩ á, nếu bạn tập bài nhạc, nếu bạn mới tập đàn mà muốn tập đàn cho nó nhuyễn á, thì tất cả các cái bài nhạc mình tập mình đều đều nên đánh hết tất cả các vị trí khác nhau, ít nhất đánh một lần như vậy, ít nhất ha. Thì mình hôm nay mình sẽ đánh ha, mình đánh thế đi đi đây, mình vừa mới đánh thế đô chữ C rồi, thì mình đánh thế chữ la, nhưng mà mình đánh vẫn vẫn giữ tông đô ha, đi 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 la ha, đi 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 rê, bây giờ rê mình đánh đầu rê đi đi. Còn đánh rê bảy ngay đây ha, cái này mình bấm rê bảy ngay đây, cái này mình sẽ bấm rê bảy ngay đây ha, cái thế bấm rê bảy nó vậy nè. Ha, ok, tê tê đi 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 đô, tê đi là ra đi đi sờn, này là năm, tê đi 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 5 giờ 1, tê đi 6 này. Thì mình đánh được thêm một vị trí nữa cũng vui à, cũng vui mà mình về mình tập được thêm các thế bấm hợp âm khác nữa, mà nó cái làm cái tay mình nó nhẹ hơn, thà mình đánh về còn hơn mình chạy tập tập bài này nó bậy bạ lắm ha. Mình đánh cái tiếp theo chữ chữ C chữ A, rồi bây giờ mình đánh chữ chữ chữ, chữ G chữ son á, thì mình đánh cái này này, son son này đó. Nhưng mà cái này thì nó bấm khó bấm quá, mình ngắn nó lại, mình gọn nó lại, mình bỏ bỏ 2 sợi dây này, mình không bấm bấm 2 3 4 sợi dưới thì bấm thành vậy. Thì đi là nó đô, là thê đô 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 đi.
Thì son nó đâu bằng son nó ngay đây nè. Mà son nó cũng ngay đây nè. Cái này là dùng key, bạn thấy mình dùng key son, 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 ha son. Ok. Son ngay đây rồi son ngay đây. Đi 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 đi. Mà son 7 thì bấm vậy. Son 7. Ok. Đi đi đi. Đi 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 đi. Đi đi về lại đi đi la đi la 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 đi 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 son ta ta da da đi. Rồi thì này giờ mình đánh được 3 vị trí rồi, rồi mình đánh được cùng bài hát đó mà mình đánh được nhiều vị trí với nhau ví dụ. Nhưng bây giờ là mình có thể sử dụng nó được rồi. Thì mình có thể dùng ví dụ như thay vì đánh người ta không muốn đánh hát, người ta nói ồ em hát đó. Hoặc là người ta hát mình dò giọng mình dò ra mà nếu sơ nhộng nó ra giọng la ha, thì mình đánh xong thì mình đang la đây mà đúng không, la này đi 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 đây mà đổi tông rồi đó bạn, đi 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 la trưởng ha. Đúng không? Tại vì nói vậy nè. Hay là mình đánh vậy. Thì mình tưởng tượng mình bấm ngay đây nè. Nè tí. Thì bây giờ mình đánh. Tí. Nếu xa nhau. Tí đi 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 đi. Đi đi tí. Đi 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 đi. Đúng không? Nè tí tí đi đi. Nếu mà mình lấy cái nắp cái cục trắng trắng này mình bỏ lên đây thì mình bấm đúng không, mình bấm ở đây à, nếu xa nhau là anh xin là da da ha da 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 đi 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 đúng không, đây này đi 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 này nó này đây luôn, mình thế bấm của nó thì ở đây nè. Đó là mình vừa mới di chuyển cái thế này nè. Thế là này mình về mình đánh ha luôn. Hoặc là mình đánh chỗ khác cũng được, ví dụ như nó nói ô em đánh cái này muốn đánh C giảm. Rồi ha. Mình đánh tí đi đi. Tí đi đi. C thì cũng vậy thôi. Thì ý hệt nhau bạn. Ví dụ như mình đánh đây. Thì bây giờ mình tiếp tục ngay cái son này ha. Nếu xa nhau son á. Mà đô đó nhưng mà mình đánh son. Đúng không? Thế nhà nó ngay đây ha, làm lại ha, ở đây khó nhìn nè, một nè, cái mình đánh xong bài giờ lại nhà tập bài nhạc mới nên làm gì vậy? Nó lợi hại dữ lắm, không phải chỉ để đổi tông rồi. Nếu ví dụ thì vậy thì ví dụ như mình đánh thế này, người ta kêu ôi muốn đánh son này này, muốn đánh son, muốn hát son thì đây nè,
Ủa hả? Son nè. Thay gì đúng hoặc là mình đánh vậy cũng được ha. Đúng không? Tại vì nó nè. Này là la nè bạn. Đâu, la nè. Một thứ à. Nếu xa nhau, em xin là mây thôi. Cái này nè là lúc này mình bấm ở đây nè, đúng rồi. Giờ lại đối trưởng tê 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 tê. Này này là nó bấm vậy nè, chặn ngay đây nè, mà mình cũng chặn ha, mình cũng chặn. Nhưng mà lúc mình đánh gì mình cũng nên nhớ, mình nên nhớ cái bật của nó mà, nhớ bật cho nó tốt hơn. Năm nè nè thì lại một, lại thêm sáu, sáu, sáu hai năm một, ok mà, ok. Thì mình đã làm được tới đây rồi. Nếu mình tới đây là theo mình nghĩ ra bạn biết ý mình như thế nào rồi, nhưng mà sẵn đây mình làm luôn cái tiếp theo, còn hai cái nữa mình làm luôn đi cho nó vui. Thì cái đây nè, rê nè, son, về lại đô, đúng không bạn? Nếu xa đô ta đi là rê 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 nè, rê rê đây nè bạn. Rê nè, rê nè ha, rê nè, rê nè, rê nè. Mình nếu mà rê nè ha, rê ngay đây, rồi thêm cái rê ngay đây nè. Thêm cái rê ngay đây. À, cái case của rê nó dạng nó rê nè. Cái này cái dạng của mi thứ mà nó rê, nó này nó rê nè ha. Nếu mà người ta đánh ngay đây đi hợp âm này, này mình đi về đây mình biết cái này đó là la giảm. À chẳng may cái cô đó cô nói cô hát vậy nè, chết cha, cái mình dò mình nói ô này là la giảm rồi, bây giờ mình sao để mình nhanh chóng mình đánh được hợp âm này liền, thì mình dùng cái key là tê đê đê, đúng không? Tê đê 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 đê. Nếu xa nhau, đê đê la la đê. Rồi cái hồng mi qua pha, một qua hai. Rồi, tê đê tê, tê đê tê, tê đê tê. Mi bảy, si bảy, tê đê đê đê. Đúng không? Tổng này ngay đây. Rồi này. Rồi này. Tê đê đê, tê đê. Là cái này nè bạn, này nếu mình bấm về nè, hay mình bấm về là vậy nè, nó ra tới hai là hai chỗ lận, mà mình đóng về thôi, mình lợi dụng sợi dây buông này ha. Nếu mà mình
cái bài nào mình tập mình cũng đánh hết như vậy á, mà nhiều vài một vài thôi, một vài mình đợi một vài cái tông vậy thì cái tay mình nó sẽ nhớ, và nó cái cơ mình nó sẽ nhớ mỗi lần cái tự nhiên tự nhiên à. Vậy thì bạn không có cần phải không có sợ đổi tông nữa, tại vì lúc mình mới đến đây mình hay sợ nhất cái đó, mình hiện tại bây giờ mình còn sợ nữa, tại vì có nhiều cái nó hiện tại mình vẫn sợ, mà cái lỗ tai mình chưa có đủ sức để mình chống cự được hết với tất cả mọi thứ mà ha. Thì mình tiếp theo sau cái này là cái này nè, này là cái rê, cái thế bóng của rê nè, nhưng mà mình đánh ở đô, tại nó này nó đô này ha, đúng không? Đúng không? Khi mà mình nắm được cái thế này rồi á, mà người ta kêu ô chị muốn hát rê chưởng. Nếu xa nhau. Anh si da da da. Đúng không? Lúc này tê đê đê tê 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 đê nếu nếu xa nhau tê đê 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 đê. Rồi, bây giờ thì em đến năm này, đây là son đó, son này, vòng la bảy chắc cái này mình làm vậy nó chắc các bạn hiểu ý mình là ý của mình là như thế nào ha, thì vậy cho nên là mình tập key mặc dù nó không có ý nghĩa gì mấy nhưng mà nó rất là tốt cho mình, rất là lợi hại. Nhưng ngày nào đó chẳng may nó hát ngay đây sao, đúng không? Đi tê đê đi, hoặc là đang hát vậy cái nó ồ cái câu sau chỉ lên nửa tông nha em, thế mà đi đê đi đi đê đi đúng rồi, bắt buộc phải ăn tê đê 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 nói lên nửa tông mình lên được liền, đúng rồi. Hoặc là mình có thể lên nửa tông bằng nhiều cách, không phải như mình có thể đổi. Ví dụ như đang đánh ở đây mà lên đây thì mình có thể đánh pha. Đó. Son. Đúng không? Đúng không? Là nãy giờ mình đổi rất là nhiều tông rồi, mà mình dùng cái case, hoàn toàn dùng cái case để mình đổi nó thôi, chứ cái đầu tay mình chưa tới đâu hết. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.